cái đậu xanh nữa, nay mai có nghỉ trời. Trời ơi, giờ này là nghỉ Tết được rồi, hôm nay Tết rồi. Tranh thủ dọn về dẹp đi đặng. Về nhà tao còn lo nhà cửa. Trời ơi, hôm nay mới hai mai Tết nghỉ để thèm chứ hả? Thì đúng rồi, hai mai Tết rồi nghỉ được rồi trời. Rồi nghỉ hai mai Tết rồi 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, mùng 2, 3, 4 đặng gì? Ủa, nghỉ đặng trời. Bỏ ra cái Tết sao đâu? Trời, buông xanh mày nói gì sao mà đừng chơi trời. Hello bạn nha. Chào bạn nha. Bữa nay anh em mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái thiên đường ẩm thực cho bạn. Ồ, ngồi sáng giờ ăn thấy thèm chứ. Ăn cơm, cái chuyển qua ăn mít, ăn chuối, rồi qua cái bánh nữa. Phải mình nhớ. Rồi uống bò cụm nữa, rồi ăn xoài nữa, thấy thèm chứ. Ăn sáng giờ ăn mạt nghiệp từ đường. Không sợ đi công chuyện tới giờ chưa gì nữa. Sợ thiệt chứ. Là bữa nay là 22 rồi nha bạn, rồi gần Tết rồi. Thường ngày hồi trước á là mình ở trong sạm cái Tết này tới thứ ba bạn, là thường là tới chiều 28 anh em mình mới nghỉ nha bạn. Đang quay một số clip đăng cho mấy cái mùng năm sau đăng cho bạn coi á, mà anh em ngồi chán và buồn quá mới suy nghĩ ra một trò chơi trầm xứng đáng đồng tiền bắt cạo luôn. Xứng đáng hứa các bạn là xứng đáng đồng tiền bắt cạo luôn. Các bạn chờ đón thử anh em mình chơi cái gì ống nha bạn, nhưng mà hứa bạn là cũng thốn đã lắm luôn á. Thiệt ngon lắm. Tao để xem coi. Nhưng mà không biết ông Sàm muốn chừng nào ông về nha bạn. Ông nói là nếu mà có bay, nếu mà ông thì trễ á thì nghỉ, còn nếu mà về sớm thì quay nha bạn. Giờ là muốn quay phim nó đặt mới quay. Mới quay đây. Đúng rồi. Rồi chờ ông Sàm về anh em sẽ tới tấp ông liền nha bạn. Mất không liền đúng không? Ừ đúng rồi. Chơi mà dạo Thái không hay gì. Nghĩ mình dạo Thái. Ông giống con khỉ già dữ trời. Nhỏ thôi đi đặt máy đi quay phim đây. Đặt máy đi quay phim đây. Mình đặt xong mới quay nha bạn. Giờ chỉ việc thôi, ông Sàm thì do nha bạn. Bây giờ mình sẽ lên giờ để về ông Sàm về nha bạn. Do chỉ cần nghe tiếng xe của ông Sàm thôi là anh em mình sẽ lên kế hoạch liền nha bạn. Đi không khỉ? Không trời. Vô nghe. Vô khỉ. Đi chuối nè. Công nhận ăn thấy thèm, nó ăn từ đầu chưa luôn. Buổi tới cuối buổi luôn. Mình không ngờ thiệt các bạn. Mình không ngờ luôn là ông Sàm có những cái thằng anh em mà xứng đáng đồng tiền bắt gạo chứ. Nhưng mà các bạn cũng biết rồi, Tết nhất mà bạn, là ông Sàm cũng lu bu đủ thứ chuyện hết trơn bạn. Và các ông Sàm càng lu bu công chuyện, anh em mình càng lâm le ổng nha bạn. Lâm le bi đát không luôn. Bởi vì gần Tết là có nhiều trò để tiêu khiển lắm. Lâm le Ngồi thì nó bị quá. Lâm le ổng đâm le là nhà mày rồi. Nó lâm le chứ đâm le gì cha. A few moments later. Linh đình thế á.
Ta đổ thêm đi. Dạ, mình sẽ lùng luôn. Thôi đừng nướng người ta. Đừng nướng cho bọn mình rửa cái này, rửa cho nó đi, rửa cho nó đi, sạch ra đây, sạch ra đây. Này, rửa đi luôn. Tết đến rồi, tết đến rồi, tết đến rồi, tết đến trong cái mùa. Tết trên khắp cái trại, mình tết trên khắp cái trại. Mẹ, mẹ. Ôi giời ơi, rửa, rửa đây đó. Ôi giờ đi, đợi ông về rửa chung nè ông nội. Trời ơi, xanh như vậy gì mấy cha. Ôi xanh như vậy gì mấy cha. Đồng đồng tên gì kia cha. Mẹ là trời rồi, mày dọn sớm rồi, mày muốn dọn nữa hả? Ôi dọn nhầm rồi chứ, dọn đâu hả? Cái đầu của xanh này mày dọn xong rồi, mày làm vài bữa nữa là nó banh cho lông nữa, dọn nữa hả? Ôi dọn xong thì nghỉ luôn á. Nghỉ luôn á. Ôi dọn xong thì nghỉ luôn á. Nghỉ luôn á. Mày nói cái gì? Cái gì luôn ông đậu? Cái gì luôn ông đậu? Lỡ nên tôi xin ông nghỉ sớm á. Bắt nghỉ đấy kìa. Chứ nghỉ sớm trời cũng có một chuyện cho kìa. Đậu xanh hôm nay mai rất nghỉ trời. Trời ơi, giờ này là nghỉ Tết được rồi, hôm nay Tết rồi. Tranh thủ dọn về dẹp đi đặng. Vậy nhà tao còn lo nhà cửa. Trời hôm nay mới 22 Tết nghỉ tới thèm chứ hả? Thì đúng rồi, 22 Tết luôn nghỉ được rồi trời. Rồi nghỉ 22 Tết rồi. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Mùng 2, 3, 4 đăng gì? 4 đăng trời. Thì bỏ đi, có sao đâu. Trời, trời xanh mày nói gì sao đâu ơi. Đồ chơi trời. Đồ xanh mày làm người này mày biết trời. Khán giả là quan trọng nhất, cái đồ xanh mày. Mày phải ngày nào mới đăng clip cho khán giả coi nhá. Thôi, thôi mày nghĩ giờ, là đăng. Bây giờ là biết hết, nghĩ tới là quan trọng nhất. Ừ, bây giờ quá. Mày cũng thằng người ta quay cái máy vậy giờ. Thì bây giờ ông lại máy quay mở máy quay lên chào các bạn, bữa nay là 23 nha, rồi cắt hết các bạn. Quay nhớ cái rồi. Đúng rồi, dọn đẹp dẹp 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 thì thèm vậy. Thôi, chồng nghỉ sớm chứ, năm nay chồng nghỉ sớm luôn. Thôi. Cái đậu xanh mày mà mỗi năm ba mà mấy ngày mấy mới nghỉ. Chị không tao nghỉ hả? Cái đậu xanh mà chị không tao nghỉ, bữa nay mới 22 thì nghỉ hết cái thèm vậy. Thôi, nghỉ sớm đi, nghỉ sớm đi trời. Người ta còn nghỉ. Cái gì mấy đại ca? Cái đậu xanh cái đầu vậy? Làm lên nhà nước mà lúc này tao không nghỉ, nghỉ cái thèm vậy. Mình khác. Ta khác mình YouTuber khác. Đậu xanh là YouTuber mới khác ta. Ừ, đậu xanh mà vô mày là hàng đầu xó cái đậu xanh mày. YouTuber thì phải là làm clip cho các bạn coi bắt người nghỉ sớm. Thôi giờ các bạn ơi, giờ mình lo mình chứ đi các bạn thấy sao. Trời trời, mình nó nói chuyện cái đậu với trời. Thì có mình ông quay cũng được mà. Không quay, quay không quay. Sáng không quay được quay thôi chào các bạn. Ông tự quay cũng vẫn được mà. Tao quay ra, tao quay với mà. Có đậu xanh tao quay dễ, tao quay với mà. Ai giờ chồng không quay vậy đó. Mày không quay. Chứ nữa, chồng đút cho vợ ăn cái quay khúc. Trời ơi trời ơi, đu gì trời. Ai là tao đi đúng kiển rồi quay vô, quay đi. Đậu xanh là từ đó tao đúng kiển là tao quay. Vô quay chạy đi. Vô quay. Tụi nó vô quay. Trời ơi, rồi tao quay gì sớm chứ làm cái gì. Đưa đó ông tao. Lưng đầu trời. Đưa ông tao đi. Cổng bả lo chứ mày lo, bắt mới gì mày lo. Ủa năm còn mấy năm còn không lo, năm nay lo chứ lớn. Sao mấy năm rồi sao bắt mới gì mày không đưa ông tao. Không năm nay đưa ông tao. Trời ơi. Nó còn nữa. Còn này nó còn đi Đà Lạt nữa nè. Cái đậu xanh mày lo làm đi không lo đi Đà Lạt. Trời ơi. Mày có tin tao to mày lạc trôi luôn. To mày lạc trôi luôn. Đậu xanh mày nghĩ sao cái này mày lo làm clip không lo đi Đà Lạt. Trời ơi bây giờ tới Đà Lạt tới mùng 1 tao về tao ăn Tết là vừa. Trời ơi mấy này bị bú gì trời. Tự nhiên cái này đem đồ đặt ra vừa đó thèm chứ. Ông đúng không nói hoài giọng bụng tôi không nói. Vô cửa đây rồi mai nghĩ ra cho ông này ông về nữa nè. Ừ tôi về tôi đó ông táo. Cái đậu xanh mắc mới gì dưới sớm gì trời. Thì nói chung là ở đây thì ba anh em tôi là cũng thống nhất là. Rồi ông mắc ông chuyện gì. Mày cũng nghĩ nữa. Ừ. Cái đậu xanh mày nghĩ sao làm vậy? Ủa vậy thôi, vợ con mày về nhà cửa nữa. Đi chung bữa luôn à. Trời ơi là trời, gì á đậu như trời. Chở con rồi đi chung đồ Tết luôn hả? Ờ đúng rồi. Đậu xanh mày làm tới 28 Tết mày sắp đồ Tết được sao trời? Giờ đó đậu nó xấu quá trơn rồi. Mắc nữa. Mới đẹp nè. Đậu xanh mà tao cho mày cái quần tao này về cho con bạn tao đẹp đậu. Không có ngày 28 Tết nữa mà. Cái quần con ông bạn. Cái quần ông con ông làm sao? Ôi con tôi chút xíu bạn quần ông. Ý nhưng mà cũng luôn quá. Mày đi chơi rồi mắc mới rồi clip đâu quay clip đâu đăng trời. Đã nói rồi thì tự quay đi. Quay đi. Cái đầu xanh tao quay mình quay tao quay. Quay đỡ mấy ngày đi rồi qua Tết mấy anh em tôi vô. Còn mày, còn mày cũng nghĩ nữa. Ừ, tôi nghĩ tôi đi Đà Lạt đi đâu. Cái đầu xanh mà tao coi mà chết giờ tôi nhiên. Mày không có làm tiếp rồi. Tôi đi Đà Lạt trời. Tao nghĩ ông tự quay ông tự đi đít luôn đi ông sạch. Mày có bị bệnh chứ mày? Mày bị tâm thần không? Ừ, người ta quay. Đậu xanh mày tới tới bị tâm thần hả? Tới bị tâm thần hả? Tại mấy tri lạc mấy ông nghĩ tao không có tri luôn. Đậu xanh mày nó nghĩ tao mày nhà quay bắt mới rồi mày đừng nghĩ nữa, ai quay tao trời. Ôi, giờ tao đi là có một cái Tết nè.
Tôi chỉ là ngắm ông ngắm qua được. Rồi, sao cái bắt ông nội gì tao, sao tao không có không khí Tết cho nhỉ? Rồi, ông bây giờ có vợ có con rồi, có vợ rồi. Tranh thủ rửa lẹ đi, coi đi. Xếp đồ đạc gì vậy? Đây chiều rồi. Ông không nhỏ mà biến quá trời luôn, phụ anh em đi trời. Trời ơi là trời, mấy ông mới đi chiều chiều đậu xanh này chiều 28 nghỉ rồi năm nay chứ bắt mới nghỉ sớm gì trời. Trễ quá à, cái đó trễ lắm rồi. Mày mày về sớm chứ mà Covid không gì sớm chứ làm gì? Dưới rồi ở chơi với cha mẹ ta lo cha mẹ ta nguyên một đợt Tết rồi nguyên Tết dịch rồi cái Tết bây giờ ta không cha mẹ đủ tao không ai ai không coi gì không cái đậu xanh mà mày chiều tháng tám về thì quăng bao này nên năm nay tụi bay muốn nghỉ sớm thì 27 nghỉ tính đợt này là trễ rồi tính là bữa 20 là nghỉ rồi chứ không sao cái gì mà ngày tôi nghỉ tết thế vậy chứ sao trời mày nghĩ đi công nhân viên chức nhà nước người ta về đây tao làm cần vậy đi nghỉ bây giờ tao nghe công nhân viên chức khác mình là khác nữa người ta làm lớn khác còn đây làm bé cái gì khác người ta đảm nhận trọng trách của nguyên cái đất nước Nam của mình quốc gia cái đậu xanh này người ta mà là lãnh nguyên cái Nam của mình mà cái YouTube mình nhỏ tha đậu xanh này một cuộc kêu ấy sức mà ít lắm hả để tôi nói nghe nè ví dụ như mấy ngày này á thì anh em công chuyện bận lu bu á thì ông tự quay vài bữa vẫn được rồi thì nói là ông hưu lên bạn đó rồi ông nói rồi anh em mấy anh em kia mất bận công chuyện đi về sớm rồi rồi bà lấy cái gì lên mèo nói bà lấy cái gì mà nói nó ông thèm vậy đưa đưa cái kênh cho ông mà ông lên livestream nói trời ơi mày mày bệnh nặng đi trời tao lại đi chứ trời đi đâu mày cáo đi chuyện gì mà thấy mẹ luôn mày biết tại giờ đi vô rửa tránh đi rồi hỏi đúng xanh mày làm biết thèm vậy chọn mình chọn lẹ mình đi về không đúng không đừng biết mấy tụi bay mấy thằng làm biết mấy không chịu làm á bây giờ chọn về là biết gì nữa đậu xanh mày nghĩ ra ăn tết rồi mà hai mấy năm trời ăn liên tục rồi năm nay không ăn cũng có sao rồi tết là mấy ăn là tổ tiền rồi mấy ăn đậu xanh mà ăn cho gì đậu bụng mà tao nói mày năm nay nếu mà về sớm thì em bảy nghỉ thôi em bảy trễ gì chứ trễ lắm rồi uống rồi năm nay trời trời em bảy tết cái gì mà trời mà muốn muộn lắm rồi có tôi hổ khen đi năm nay là có hai có không chín tết à bây giờ cần khen chứ đồ nghỉ thì mày cũng nghỉ luôn tôi nghỉ luôn trời ơi chứ mày không nghỉ là tôi lấy tôi làm gì nữa cái đậu xanh mày sao bắt mới mà lại mày lấy tao bắt mới mày nghĩ bị đâu mày làm lại vậy? Gì tôi nói lại giờ tôi đi Đà Lạt lên chảnh thì bây giờ là lên chảnh là thời điểm thích hợp nhất mà bông nở á bông nở đi Đà Lạt mình tàu la mình đi kiếm quýt hay gì mình đi Đà Lạt quýt cái gì mà quýt đâu tôi đi bây giờ tôi đã tao rồi nói tôi như vậy mà dọn dẹp nghĩ tết cho thêm nha trời ơi trời anh em tiếp tôi lại quay mấy bữa đây rồi nghỉ bây giờ quay nữa biết nào mới xong trời ơi là trời nghỉ sớm luôn 27 nghỉ trễ trễ rồi mày bay bây giờ xanh mày nữa nó đi Đà Lạt gần cái ngàn mấy cây vẫn đi vẫn về rồi bây giờ ông đưa về kiểu đó ba ông ngại mày cảnh thái nhở đi Đà Lạt mày chạy về mà có cảnh thái không tôi không muốn mua bông gì cho mẹ tôi xin nữa cái đậu xanh mày đi Đà Lạt rồi mày muốn bông gì đây mày còn gì còn lá gì mẹ tôi thích nói là mẹ tôi thích Đà Lạt lắm mà đi qua là qua đậu xanh mà Đà Lạt nhập gì nhóc chạy qua mới mua bên đây đi chứ bông ngoài Đà Lạt nó khác, bông này nó khác. Thôi nhưng mà tóm lại bây giờ cho anh em tôi nghỉ sớm đi. Trời ơi là trời, tóm lại luôn anh em nhé, giúp mấy ngày đi rồi nghỉ luôn, rồi nghỉ giấc này rồi tiếp đồ đăng. Mẹ. Trời ơi là trời, tao quay mình tao lấy gì quay lấy quần đùi quay gì trời. Nhưng mà sao anh quay giùm? Để mới quay lại cho quay. Chứ bỏ rồi giờ chơi mà sao quay. Hai vợ chồng sáng vậy làm nóng cơm cũng bị quay. Đúng rồi. Đúng không tao rồi. Đời đời nào quay cái đó mày quay trời. Thì bây giờ sáng sớm mà mày Sàm nói bữa nay làm ăn sáng cho ông Sàm nha rồi đó được clip ra ngoài ăn uống rồi Sàm nói thiệt tối hai vợ chồng đi chơi cho bông nào quay được clip quay clip xanh nó bực chứ quay rồi giờ chồng ông vợ ngủ clip chứ mắc mơ gì dán làm hai ba ngày ba bốn ngày đi rồi nghỉ luôn nôn lắm luôn rồi bây giờ ấy động đi nâng lên đi Sàm Lâm đi đủ sành gan đi thôi không được sáu bảy người bảy đi nếu anh bảy phải không ừ bây giờ anh bảy là tầm cỡ 15-16 tôi mới lên cho tao rồi bây giờ tao đi thằng 7 à em 6 à trời ơi đâu trời có ngày cũng cái giá không được hiện tại bây giờ 22 nè mà mày chưa có clip gì chân quăng lại 23 24 25 26 27 mà mày quay là 5 ngày để em đăng nè 29 nè rồi 11 nghỉ đăng bữa nè 12 13 14 mới chi còn tiếp theo mày đăng đủ cái ngày đó là như vậy nhưng mà cũng kiếm nhà đó đúng rồi đăng lên Nếu mà em bảy là cỡ hết tháng 1 mới lên. Rồi giỡn mẹ tết nữa mình không làm lễ luôn đi đậu xanh này sao mẹ tết sáng trời á.
con gì tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng ba thì tháng hai cờ bạc, tháng tư rượu chè. Rượu chè thì cờ bạc rượu chè bốn bên thì hết tháng một lên. Mày nghĩ sao mày ăn tết mà hết tháng một không, mày ở dưới mày ăn luôn tới mùng năm, năm ăn bánh xèo đi rồi mày lên luôn. Đậu hũ xanh mày nghĩ sao mày ít vậy? Tết mùng năm không lên được. Được, cho mày tới mùng năm tao nói luôn. Được á. Chuyện năm ăn bánh xèo sao mày lên luôn? Nửa năm, được quá không? Được á. Tranh thủ, tranh thủ nữa. Ừ. Mày sắp xếp ra. Ăn tám cũng được á. Giờ tám ăn tám được. Nửa ông nội, tám ơi, mày clip bất mới gì nhà đúng tao trời. Tao nữa. Bây giờ là ông kia thằng mày. Nó không biết rồi nghỉ được tháng hết tháng đi năm cái đầu tranh mày mày nghĩ sao mà bảy tháng trời luôn hả? Cho mày nghĩ thôi, mày nghĩ tới tâm sao đi không kêu mà tao đâu biết. Trời ơi là trời, mấy này tính nói gì mà dũng não với mày chứ trời. Đừng quá quá mày chờ nào, mày dán tiếp tao mấy bữa đi, mày tới bữa 27 rồi chiều 27 xong rồi dọn dẹp về luôn. Ủa trời, anh em không, tụi bay còn tính toán mấy ngày chạy thèm chứ hả? Thì vậy rồi. Tụi sao tao chơi, tụi bay sao không nào nó tính toán, tụi bay tính toán tao không trời. Chẳng thù hoài, tao tội cái chai, tao chán chai mày mày. Ê, đi cho tôi nội dung gì? Đậu xanh mày mày nghĩ sao mày không nói tiếp, mày ngồi đó mày đi lại đó. Thôi chơi đi, chơi đi, bây giờ mày lỡ 27 đúng không? Cỡ mùng 3 tôi chạy xuống ông cái mình đi Đà Lạt xong mình hết lên đây là. Tao bay, bay tao nói cho mày nghe nè. 15 ngày, mày đi. 15 ngày chống đã, mày nghe đi. Vậy là tới bữa mùng 10 đi luôn không? Đi ông tới 10 ngày là 13 lên. Đi, đi ra đi hết cho tao thuốc bắt thuốc bằng lá rồi sao mà cái bàn tới mà 11 12 3 gì nữa trời. Đi Đà Lạt chứ sao giờ ông kêu vậy, phải kêu vậy thôi. Thì bây giờ anh em kéo tôi nè. Bữa nay ngày mai ngày mốt bữa kia bữa kìa là 27 chị 27 nghỉ. Tặng có clip để đăng lên mà tụi bay tao nói tụi bay nghe là đậu xanh nói tới cửa trời. Mày nghĩ sao mày làm cái nghề này? Nuôi sống tụi bay nghĩ sao mà mày không lo làm mà trong khi gái coi mà tụi bay bỏ bê công việc bên đồi đi chơi. Thì bây giờ tết là có tết rồi mình phải ăn cho tới đã. Thì ông lên mạng ông lên mà ấy ông nói là đậu xanh này cái bữa nào tao tính cho mày nghe nha. Tao cho mày ăn chơi đã nha, tao tính cho mày nghe nha. Chị 27 mày nghĩ. 28. 29. Mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4. Cái đậu xanh mày có từng lễ coi ăn cái chơi cái gì. Trời ơi ăn đó cho đủ ăn chơi xong. Trời ơi ông bà tao hồi xưa tao ăn tới 5 6 tháng trời chứ không phải như mình đâu. Mình có mấy ngày bạc à. Ông bà là mày biết không? Mày thấy không? Ông tôi bà nghe tao nói là không chơi. Tháng 1 gì tháng 1 cài bữa. Tháng 1 là tháng ăn chơi. Trời tháng 2 cờ bạc. Thứ 3 tôi mua chè, tháng 4 cờ bữa cũng ra. Cài bữa cũng ra. Tháng 5 đóng lại đi chơi hội hè như. Rồi tháng 6 là đào lỗ trâu luôn. Tháng 6 là đào lỗ trâu luôn. Đậu xanh này còn cái gì ăn chơi không tiền đâu mày ăn. Mày nói gì ăn cặp chắc ăn hả? Ủa ăn chứ ăn gì quên có gì đâu ăn. Đậu xanh mày chơi không còn còn cái thời gian đâu làm việc mà có tiền nữa tôi ăn. Mày ăn cướp cả hai vậy đâu có mà ăn. Gì nữa tiếp đi. Nữa tiếp đi. Tiếp đi. Đúng không? Giờ nói chính xác là chị 27 nghỉ nha. Tôi thấy gì đó quá tài. Không biết thì anh em bây giờ mình thấy cảm giác như là bị bóc lột lao động nhưng mà cái đậu xanh mà tao bóc vô cái đầu mày bây giờ. Đậu xanh mà sao tiền bạc xấu chừng nào mà lại mày nói ừ sao ông tôi cho ông bớt 500 ngàn mà. Cái đậu xanh bóc lột xuống rộng mới chịu à. Bóc quá bị bóc. Rồi đi, mệt lắm. Rồi sao anh em tiếp 27 tuần 2 27 nghỉ 10 lên 13 đi. Trời ơi là trời mày nghĩ sao mày ăn tết mà á đụng dữ vậy. 27 là hết mùng mới lên 11. Mùng à? Ừ. Hạ Liêu còn mùng là còn tết. Ừ còn mùng là còn chơi. Mùng là còn tết. Mày lấy cái quần đùi gì mà chơi. Ủa còn tiền lương mùng mộng người chơi tới giờ đó đủ rồi. Mày nhắm mày chơi tới mùng 10 nổi không? Thì bữa ăn 50 ngàn đủ rồi. Cái đậu xanh yếu là chơi. Trời ơi ăn tết gì ngày 50 ngàn mà có ăn tết ít thèm chứ. Tiền kia cho mẹ lo rồi. Còn tiền gửi về cho mẹ xử lý hết à. Đâu có xài tiền không? Ông nội mới nhau nữa bây giờ tao nói một thằng cuối cùng nè. Nói chung tao đang nghỉ tụi bay luôn á. Đậu xanh á. Là 27 nghỉ. Quá kẹt lắm là cho mẹ ăn tết. Tháng 16 lên. Được chưa? Trời là trời mấy cái em cả 10 ngày còn nữa đấy được ca. Đây rồi vậy chứ tháng 6 không? Mùng 7 tới mùng 6 không? 27. Và chị 27 xong là chị 27 nghỉ. Xong là 28 tới 29 thì nghỉ. Mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6 là làm. Vậy nha. Thôi nha. Ừ. Thôi nha. Mùng 6 làm. Mùng 6 nha. Đúng chứ trời. Thôi nha. Còn đang sao mà tao tao lớn cho mày tao hay cần đứt tao mà hứa. Đậu xanh nghỉ. Ông cần 6 hả? 6 được không? Được. Thôi giờ rửa tay. Ok mày chịu à. Vậy là mùng 6 nha. Mùng 6. Thôi nha. Ừ. Không lại nha. Tao lớn cho mày tao nít. Ok, nói giỡn giỡn giùm nha. Ủa sao cái đương nhiên cái mẫu đấy. Ê, mùng 6 nè, ông nói nha. Tháng 7 tới mùng 6 nha. Mùng 6 đâu. Trời ơi, ông dọn cái đeo tôi đâu biết à. Ba đi làm gì mệt. Trời, chơi nữa trời. Tháng 7 tới mùng 6 kìa ông đen. Ôi, ông đi quyên buổi trưa nắng, nắng đầu nắng gì đây. Đi hút đường chốt nữa trời. Buồn quá, không biết làm gì giờ, giờ lấy ra nữa. Nhà đây mình chơi, đậu xanh mà
mày tay gù cho bắt tới gì tao hết cái kiếp gì làm ăn tới mày cho tao hoài trời. Nói chung là anh em tôi là giờ ăn no rồi không có cái đậu làm cái tay nhói nha. Dạ, 27 tới mùng 6. 27 tới mùng 6. Ừ, nha, to mày hay ha. Cái chuyện là nó to tới bên Tết dài hạn. Ừ. Có thể hạn luôn. Không dành tới đâu. Dọn dùm mày. Mua ra hộn dọn cho dùm coi. Đủ xanh, tao dọn tại không? Đủ xanh dọn quá. Mày không dọn lên. Không có dọn gì chứ. Đủ xanh cái gì mà tiền quá. Mày dọn lên. Mày dọn lên. Ê, đừng nghĩ tới mùng 6. Mà bảy tới mùng 6. Vô kẹo luôn. Sẵn vô kẹo luôn. Ủa, sao anh bay dĩ nhiều bị phái nữa hả? Ai kêu ông thương em ốt quá làm chi? Cái bạn nhà khóc, kêu bạn nha. Tại cái tội thương em ốt chi? Nó hả? Chứ, trời bãi. Ê, không được nghĩ tới em bảy tới mùng 6 mà. Tại cái tội thương mấy em ốt mày vậy đó. Thôi bây giờ dọn dẹp để lên lại bạn ơi. Đừng nghĩ tới 27 tới mùng 6 rồi. Thôi. Bye bye bạn nha. Bye bye bạn nha. Bye bye bạn nha.